Tour đêm Hoàng Thành Thăng Long được kỳ vọng là điểm sáng thu hút khách du lịch quốc tế đến với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Hành trình trải nghiệm của tour đêm kéo dài 90 phút từ cổng 19C Hoàng Diệu với lộ trình bắt đầu từ cửa Đoan Môn, cửa dẫn vào Cấm Thành, nơi ở và làm việc của nhà vua xưa kia được xây dựng vào thời Lê. Du khách được thưởng thức lễ thượng triều của vua chúa ngay trên sàn kính hố khảo cổ Trục Thần Đạo. Diễn mỹ thuật đặc biệt dành cho buổi tối ngày hôm nay. Và để cho buổi biểu diễn được bắt đầu, trân trọng mời quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu. Đức vua hồi chiều! Thánh thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế! Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Tham quan phòng trưng bày mang tên Thăng Long, Hà Nội, lịch sử nghìn năm từ lòng đất. Nơi đây lưu giữ những hiện vật lịch sử trải qua các thời Lý, Trần, Lê Sơ, Nguyễn. Thấy được bốn cái thời kỳ ở trên tờ phiếu giải mã rồi, đó là thời kỳ Đại La, thời Lý, thời Trần và thời kỳ Lê Sơ. Và từ đây mỗi gian phòng sẽ trưng bày hiện vật của một thời kỳ. Dòng cuộn hố ngồi nghìn năm hội tụ khí thiêng sông núi. Du khách tham dự lễ dâng hương tưởng nhớ 52 vị tiên đế tại điện Kính Thiên. Tôi có trải nghiệm cái tour tham quan Hoàng Thành Thăng Long ấy, thì qua đây thì tôi hiểu thêm về lịch sử của các vị vua và cái linh khí ở Hoàng Thành Thăng Long thực sự nó làm cho mình cảm thấy rất là những cái hoài niệm. Điểm tham quan cuối cùng trong lộ trình là khu khảo cổ nghìn năm tại 18 Hoàng Diệu. Nơi đây, sau nhiều năm khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm được hàng triệu hiện vật có niên đại xen lẫn nhau, chồng xếp lên nhau suốt 1.300 năm. Đây là lần đầu tiên em đến Hoàng Thành Thăng Long mà đi vào cái tour ban đêm như thế này, cảm thấy rất là thú vị, giống như là mình trải qua được đi lại lịch sử, được giới thiệu lại mà cái khi ngày xưa mình học mình cũng không nhớ hết được. Khi mà mình có thể biết thêm được về những cái kiến trúc thời xưa cũng như là cái quá trình ông cha ta xây dựng và cứu nước ạ. Mình rất là mong là sẽ nhiều người được tham gia cái tour này để hiểu hơn về các thời vua, cũng lan tỏa cái giá trị văn hóa cũng như là giá trị lịch sử của Việt Nam đến bạn bè các khắp tỉnh thành khác và cũng như bạn bè thế giới. Sự ban đầu khi mà bắt đầu cái tour này thì mình cũng không nghĩ rằng là cái tour này sẽ thành công như thế, rồi có nhiều người biết đến như thế. Cho đến tận ngày hôm nay cũng rất là đông như bạn thấy thế này thì cũng cảm thấy rất là vui. Thì trải qua rất nhiều cái đoàn khách thì cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình có thể truyền tải được những cái kiến thức, những cái nội dung cũng như là tình yêu lịch sử đến với du khách. Những cái kiến thức nhỏ bé của mình thì đã lan tỏa với mọi người. Rất nhiều người cũng tỏ ra là bất ngờ là ôi tại sao giữa lòng thủ đô Hà Nội lại có một cái di tích hay như thế này mà bây giờ mình mới đến. Kết thúc tour, du khách sẽ thưởng thức trà sen, mứt sen cung đình dưới bóng cây bồ đề.